Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh của em nha. Chúc cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn xem video có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình, người thân cũng như người yêu của mình ha. Thì trong cái video ngày hôm nay, em chia sẻ với cô chú, anh chị một cái nội dung. Đó là mình sử dụng cái thuốc dưỡng lá phun cho mai cũng như là thuốc sâu bọ chỉ để phun cho mai định kỳ thì có ảnh hưởng đến cái quá trình làm nụ của cái mai hay không. Thì hôm qua thì em có đăng cái video lên là phun thuốc gì cho cái cây mai trong cái tháng 7 âm lịch này á anh chị. Thì như cái video ngày hôm qua em có chia sẻ với cô chú anh chị, thì trong cái tháng 7 âm lịch này chúng ta sẽ phun 4 cái loại thuốc cho cái cây mai. Thứ nhất là cái mancozan. Thì mancozan nó có cái thành phần ở trong đó là mancozan và 20 cái phần trăm khác. Đó là một cái bí quyết riêng của từng công ty. Cái sự mà hay hay không hay của thuốc, cái sự tốt không tốt của thuốc nó nằm ở trong những cái gọi là cái bí mật đó. Thì cái mancozan là cái gọi loại thuốc mà em gọi là vừa dưỡng lá mà vừa phòng bệnh, trị bệnh cho cây, giúp lá xanh lá dày lá luôn ha anh chị. Đó, thì những cái cây mai mà anh chị phun theo em từ 7 đến 10 ngày một lần, anh chị phun một lần là cái mai của anh chị sẽ không bao giờ bị bệnh và lá lúc nào cũng xanh dày. Thì kết quả đó đã chứng minh được trên thực tiễn vườn của em và cũng như là những anh chị đã sử dụng theo em trong cái thời gian qua ha. Đó, thì lá lúc nào nó cũng luôn xanh dày và nó không có bị bệnh, đọt chồi non ra thì nó xanh mướt ha anh chị. Đó là cái thuốc dưỡng lá. Còn bên cạnh đó thì có cái thuốc trừ sâu và bọ chỉ kết hợp chung, và cũng như là sau đó có nhện đỏ nữa, là 4 cái loại thuốc phun trong tháng 7. Thì em nói sơ lược qua thêm cái thuốc đặc trị bọ chỉ và sâu và nhện đỏ cái nữa ha anh chị, rồi em sẽ kết luận cái vấn đề cho anh chị mình dễ hiểu ha. Thì trong tháng 7, ngoài mancozan ra chúng ta sẽ kết hợp với bịch đặc trị bọ chỉ. Một bịch đó xài được 100 lít nước anh chị, bịch mà em hay quay cho anh chị xem đó. Thì bịch đó có công dụng là nó chuyên trị bọ chỉ và nghiệp sáp ha anh chị, và nó cũng trị sâu luôn, côn trùng luôn. Rồi cái đó thì mình sẽ pha chung với mancozan mình xịt, mình cộng thêm cái bịch map yono á anh chị. Em quay chia sẻ bịch vàng 4g đó, nếu anh chị nào chưa rõ các cái nhãn hiệu của các cái loại thuốc đó thì anh chị có thể bấm vào cái video trước đó anh chị xem, hoặc là anh chị liên hệ em qua số điện thoại em để trên màn hình, hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo với em gửi hình em tư vấn cho anh chị ha. Đó thì đó là cái đặc trị bọ chỉ và map yono mình sẽ kết hợp chung, mình phun với mancozan định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Là ba loại đó nó sẽ bảo vệ cái bộ lá của anh chị em mình luôn luôn xanh tốt ha. Bên cạnh đó thì em cũng có nhắc anh chị trong cái clip vừa rồi đó, là cái vấn đề nhện đỏ rất là quan trọng anh chị. Tại vì nhiều anh chị không biết, và hồi đó giờ chưa biết luôn, rất nhiều anh chị chưa biết, thậm chí là những anh chị chơi mai lâu rồi và vẫn không biết là đó là bị cái gì luôn. Thì cái lá bị nhện đỏ nó làm cho cái lá mình nhìn nó bạc anh chị, nó lá nhìn nó nám mà trên đó nó có chấm trắng đó, là cái đó nhện đỏ đó anh chị. Nhiều anh chị tính đâu là nó bị nám, bị cháy lá hay là bị phạm thuốc, nhưng mà không phải, đó là nhện đỏ anh chị. Thì nhện đỏ em có chia sẻ với anh chị đó là lâu lâu mình hãy phun cái thuốc tê cha USA đó. Hôm qua em có lên clip luôn đó, em có quay rõ cho anh chị xem đó. Đó, cái tê cha USA đó thì nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta phòng trừ được con nhện đỏ. Lâu lâu chúng ta xịt thì nó sẽ chết con nhện đỏ và chết trứng nhện đỏ, thì một thời gian sau nữa chúng ta mới xịt lại. Đó, thì thuốc đó rất là hay. Thì đầu năm tới giờ em chỉ mới xịt 2 lần thôi, thì cái vườn em thì hiện tại nó không có bị nhện đỏ ha anh chị. Nó rất là hay. Thì khi mà cái cử anh chị xịt nhện đỏ đó thì anh chị có thể bỏ cái đặc trị bọ chỉ và map yono ra, mà anh chị chỉ xịt nhện đỏ thôi là được. Đó, tại vì nhện đỏ đó trong cái chai đó nó vẫn trị bọ chỉ và sâu luôn ha anh chị. Rồi đi về cái sau khi mà em nói sơ lược ra qua về cái vấn đề đó
thì chắc hẳn là nhiều anh chị đã biết là phun cái thuốc dưỡng lá ba cái loại trên cho cây mai thì nó có ảnh hưởng đến cái quá trình làm nụ hay không rồi ha anh chị. Thì nó ảnh hưởng đó anh chị, mà nó ảnh hưởng tốt nha anh chị, nó ảnh hưởng tốt và rất tốt chứ không phải là ảnh hưởng xấu. Tại vì khi anh chị phun cái thuốc mancozan á thì cái bộ lá chúng ta nó sẽ xanh dày và nó sẽ không bị bệnh, thì từ đó nó sẽ quang hợp trao đổi chất tốt cho cây, giúp cây có nhiều dinh dưỡng, giúp cành nhánh mập, giúp lá nó xanh, thì khi mà nụ nó ra nó sẽ nuôi nụ được tốt hơn ha anh chị. Còn thuốc sâu bọ chỉ cũng như nhện đỏ cũng vậy, nó cũng bảo vệ bộ lá, mà đặc biệt là sâu với bọ chỉ là nó rất thích các cái chồi non, các cái lá non. Mà khi anh chị không phun cho nó thì cái chồi non lá non các cây cơi được tược ra khi chúng ta làm nụ đó, rồi các cái nụ kim đó nó sẽ bị con sâu bọ chỉ chích hút đó. Bọ chỉ thì nó chích hút, con sâu thì nó cắn banh lá hết trơn, banh đọt hết trơn. Bọ chỉ thì chích hút lá, rồi chích hút luôn cả cái nụ kim của cây mai nữa anh chị. Do đó nếu mà anh chị không phun á thì cái nụ kim cũng như những cái lá non của cây mai anh chị nó sẽ dễ dàng bị con sâu con bọ chỉ tấn công và làm nguy hại hết ha anh chị. Thì từ đó thì cái cây mai chúng ta nó sẽ yếu và nó sẽ xấu và nó sẽ không được nhiều nụ vào cuối năm. Lý do là ra nhiều tược thì nó cắn nó phá hết rồi, còn đâu nữa mà ra bông ra nụ ha anh chị. Đó. Thì hôm nay là khoảng hình như 26 27 tháng 6 âm lịch gì rồi. Thì cũng dần chuyển sang cái giai đoạn làm nụ cho cây rồi. Thì anh chị lưu ý, bây giờ hiện tại á mình nên là phun thuốc phòng ngừa sâu bọ chỉ cũng như là dưỡng lá cho nó khoảng 7 đến 10 ngàn lần nha anh chị. Anh chị đừng có quên nha, anh chị nên duy trì đó ha. Và anh chị khi mà chuyển qua làm nụ á, anh chị cũng đừng có quá gọi là lo lắng. Tại vì khi làm nụ cũng đơn giản lắm anh chị. Thì trong cái quá trình làm nụ là có em luôn hỗ trợ cho anh chị. Em sẽ chia sẻ tư vấn cho anh chị sử dụng cái phân thuốc gì để làm nụ đó, sử dụng cái phân nào, thuốc nào, vào cái thời gian nào, thì em sẽ chia sẻ hết cho anh chị. Là anh chị an tâm trong cái quá trình anh chị làm nụ là em luôn luôn sẽ chia sẻ hỗ trợ cho anh chị ha. Còn làm nụ thì đó là chỉ là một phần, một cái việc làm mà mình can thiệp vào để mình giúp cho cây mai mình nó nhiều nụ hơn và nụ nó được tốt hơn thôi. Chứ thật ra cái cây mai của anh chị á, nếu mà anh chị trồng tốt thì cuối năm tự động nó cũng sẽ có nụ, có bông nha anh chị. Tuy nhiên á, là khi mình can thiệp thì nụ bông nó sẽ nhiều hơn và nó đạt chất lượng hơn. Đạt chất lượng là sao? Nụ nó có thể to hơn, nó có thể sẽ nở bông to hơn, nhiều bông hơn. Còn khi mà anh chị không can thiệp á thì cái nụ nó sẽ có thể sẽ nhỏ hoặc là nó ít nụ. Ví dụ bình thường tự nhiên nó được 5 nụ thì khi anh chị can thiệp nó được 7 nụ, 8 nụ đó. Và bình thường tự nhiên cái nụ anh chị không can thiệp nó nở ra được 4 cái búp, thì khi mà anh chị can thiệp có thể nở ra được 5 búp đó. Hoặc là khi anh chị can thiệp thì nó cái búp nó khi nở cái bông ra, bông nó sẽ bự hơn là cái bông so với mà anh chị không có can thiệp, do nó không đủ dinh dưỡng đó anh chị. Không đủ dinh dưỡng thì nó nở đâu có đạt hết mức của nó được đó. Chúng ta phải nuôi và đảm bảo cho cây đủ dinh dưỡng thì cây mình tết nó sẽ bông nhiều hết anh chị đó. Cái đó là vấn đề rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là anh chị trước tiên cần phải chăm cây mai cho tốt trước nha, em lưu ý. Và đặc biệt trong cái thời gian này nắng rất là dữ anh chị. Gần đây là rất nhiều anh chị hỏi em, chụp hình gửi cho em cái tại sao mà cái cây mai đọt non nó bị héo đọt. Đa số là 8 anh chị thì đã có 6 anh chị là do là cái vấn đề là thiếu nước rồi. Vấn đề là thiếu nước. Chắc trồng khô gan luôn. Rồi hoặc là trồng dưới đất thì đất nó khô trắng hết trơn luôn, anh chị không tưới. Thì cho nên là nắng nóng lên thì nó héo là bình thường rồi. Đó. Và có 2 trường hợp anh chị kia thì là do dư nước quá thôi. Dư nước nguyên do là cái cây chúng ta ra tược lá chưa nhiều mà anh chị tưới quá cho nhiều. Và cái cây trồng hơi trong bóng râm, hơi trong bóng râm mà anh chị tưới quá, tưới sáng, tưới chiều, tưới ngày hai cử, vậy thì phải chịu thôi. Nó dư nước nó cũng sẽ héo đọt và nó
thiếu nước nó cũng sẽ héo đọt ha anh chị. Cái đặc tính cây mai nó vậy ha, bị rũ đọt á. Rồi thì hôm nay em chia sẻ với anh chị cái nội dung như vậy ha. Nếu anh chị còn thắc mắc gì thì anh chị có thể comment bình luận á, hoặc là điện thoại cho em ha, để em hỗ trợ cho anh chị mình tư vấn để mà chăm sóc cái cây mai nó có thể được tốt hơn ha anh chị. Rồi cái video em hôm nay xin kết thúc tại đây ha. Thì em xin kính chào và hẹn lại cô chú anh chị mình trong các video tiếp theo nha. Rồi, nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha anh chị, để cho cái kênh được ngày càng được nhiều cái lượt đăng ký hơn, được nhiều người biết đến hơn ha anh chị. Rồi em xin chào ạ.